khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu để biết bao. Những xích mích lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây, cùng chung tay vui quên tháng ngày. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Trứng là lì hết nguyên cái, lì sắt vậy nó bể trứng à. À trứng là mang nguyên cái. Lỡ rồi nó bể à. Trời đất ơi, làm gì đi uống cà phê thôi mà làm gì tình như cái bình vậy? Uống tình đi chỗ khác tình đi chứ, tự nhiên ra quán cà phê tình cho người ta nhìn ta tức mình chơi vậy hả? Như là thương yêu lắm vậy đó, bực mình quá hả? À. Trời ơi, ông Hoàng ơi, tại sao ông về quê lâu quá vậy hả? Chừng nào ông mới lên? Ngồi nãy giờ một tiếng đồng hồ rồi cũng ngọn dậy nữa, làm giống như mới yêu vậy đó. Hai bạn gì đó ơi, à, Nguyên đi về nha, Nguyên đi về nha, Nguyên Nguyên chuẩn bị đi về nè. Kệ Nguyên, kệ Nguyên luôn hả? Cũng mình ghê, tự nhiên ra đây chứng kiến cảnh này làm gì cũng biết nữa mà. Đi về đúng không? Ngon quá, ngon quá. À, chị Lê. Chị ra đây, ra đây. Hả? Ra đây em hỏi cái. Hả? Gì vậy? Đói bụng quá à. Trời, chị nấu cơm xong hết rồi. À. Vô vô lấy đồ ăn ăn đi cưng. Nấu cơm xong hết rồi hả? Hả? Có đậu hũ dùng thịt không? Trời ơi, nay ăn đỡ mấy món chị nấu đi. Muốn ăn đậu hũ dùng thịt hả? Dạ. Mai chị nấu ha. Thôi. Hả? Chị làm liền cho em ăn đi. Hôm nay em thèm lắm mà cái tánh em mà thèm là phải ăn liền, chị Lì biết mà. Thôi mai mai chị nấu cho nha. Thôi chị làm cho em ăn đi, chị làm một nồi cho em. Không được, hôm nay chị nấu đồ ăn nhiều lắm. Em ăn hết ai bỏ ai ăn. Chị yên tâm đi, cái món đó là cái món em ưa thích cho nên là chị nấu ra là em sẽ ăn hết. Mà em không ăn hết thì mẹ em ăn, đúng không mẹ? Hả? Mẹ ăn đậu hũ dùng thịt không? Ăn đúng mẹ không? Mẹ cũng thích ăn món đó nữa. À, từ đây làm gì tự xử nhau đi, ta đang coi nè. Dạ dạ, đúng không chị? Bây giờ mẹ em cũng muốn ăn, em cũng muốn ăn, không lẽ chị không nấu cho em ăn? Dạ, chờ xíu nha. Dạ, nấu nhiều nhiều nha chị nha. Nhiều nhiều, lâu lâu chút nha. Alo, anh ơi, em chưa có đi được. Trời ơi, đang gặp sự cố rồi. Nửa tiếng nữa em ra nha. Rồi, ra trước đi. Ok, nửa tiếng nữa. Dạ. Vô ăn đi, chị nấu rồi đó nghe. Ủa, nói xong rồi hả chị? Lẹ vậy. Chị Ly. Hả? Gì? Trên phòng mẹ em á. Bị gì? Bị gì nữa hả? Cái rèm cửa. Hồi nãy em lên á, em thấy dơ ơi là dơ luôn, bụi ơi là bụi. Xong em tức mình quá em mới tháo xuống. Chị đi giặt cho mẹ đi. Để tối nay mẹ có cái rèm cửa sạch nên mẹ ngủ cho nó ngon. Trời đất ơi, em sao vậy? Giặt giờ chừng nào khô? Chị biết cái tánh của mẹ em rồi đó. Cái tánh của mẹ em là sợ ma. Rồi bây giờ đi tối đi ngủ á, cái rèm không có. Nhìn ra ngoài rồi mẹ em tưởng tượng. Rồi mẹ em không ngủ được. Rồi lúc mẹ em không ngủ được thì tại ai? Thôi mấy giờ hai chị em mình lên, máng lên lại đi. Rồi mai chị giặt ha. Chứ giờ nó không có khô kịp đâu. Ha, đi. Thôi lên máng gì máng. Sao vậy? Ngâm nước một bồn rồi. Trời đất ơi, thiệt tình á, muốn kiếm chuyện mình không à, tội ghê. Alo anh hả?
không có đi được nữa nè. Gặp sự cố nữa rồi. Bộ giờ làm sao? Hả? Được không? À ha, trời ơi. Trời ơi, vậy mà không nghĩ ra. Anh thông minh quá. Ok ok, làm liền nè, làm liền. Ok, chờ em xíu nha. Ok. Thấy hành hạ bả vậy cũng tội nghiệp. Nhưng mà thôi, hành vậy đi chứ. Hai người đó mà sát vô hả là chướng con mắt hả. Để vậy đi cho khỏi gặp, bớt gặp lại. Ai cũng tin vậy trời. Kêu 30 phút nữa tới mà bây giờ cả tiếng đồng hồ không thấy đâu á. Không lẽ có chuyện gì? Một mình quá, chờ đợi ha. Hay gọi thử. Đâu? Gì á? Điện thoại. Chết cha. Ông Nguyên gọi hả? Không có, số lạ, đem nghe, đem nghe. Ai vậy con nào vậy? Không có, số lạ. Mở ra con, mở ra. Mở lo, nè. Alo. Ta lộn số mà mệt quá. Hay. Thì ra là... Có khi nào anh hẹn con khác không ta? Đố cha nó dám hẹn con khác. Trời, có khi nào anh chạy xe nhanh quá bị công an giao thông phạt không ta? Trời ơi, có khi nào anh bị tai nạn không? Ăn nữa đi anh Tuấn. Ăn đi, cầm hết cái dĩa. Ăn đi, ăn hết đi rồi về ha. Chẳng qua là ngày hôm nay á, Nguyên có ý muốn kêu anh Tuấn qua. Mà sợ anh Tuấn anh bận quá, cho nên Nguyên mới giả làm bé lì để nhắn cho anh Tuấn qua liền. Có được không anh Tuấn? Ủa, vậy giờ bé lì đang ở chỗ xa xôi lắm đợi Tuấn đúng không? Cũng không có xa lắm đâu. Thôi Nguyên, ông Nguyên có thể mở cửa cho Tuấn về được không? Chìa khóa chưa có xuất hiện lúc này đâu. Đến khi mặt trời xuống núi, anh Tuấn đây mới được về. Ăn đi anh. Ăn đi. Ăn cho hết cái dĩa luôn đi anh. Ăn. Tuấn đã bị yêu quái bắt đi rồi. Đợi ngày Huy Hoàng trở về, Tuấn sẽ được thả ra thôi. Trời ơi, con yêu quái nào dám bắt anh Tuấn của chị? Oan gia, trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả.